Xin chào mọi người. Hôm nay mà em có đang phải gửi hai con này cho một chú ở Hải Phòng. Một che từ từ. Chú cả hai con. Chú này cũng có tuổi rồi, chú ấy không dùng Zalo, Facebook gì nên phải đăng lên kênh này cho chú ấy dễ xem. Đây, con của Romeo nhá. Đây, con Romeo. Cầm đen, mặt đen luôn. Căng đét. Một che kia chưa lượt. Này, cắn vào kênh ra. Sợ thật. Đàn Romeo này thì thần kinh rất là căng. Chú bắt hai con, một con to, một con bé luôn. Đây, nào, Romeo. Quay video cho chú nữa đây. Quay vòng tròn, quay đều đấy chứ. Chẳng ghê rồi nhỉ. Sợ thật đấy. Một mình một chiến tuyến vẫn chiến đúng không? Quay đây. Nó đang thay lông cho mọi người nhá. Cắn này không nhả một tí nào luôn từ nãy đến giờ luôn. Út chè kìa. Đây test luôn thần kinh cho chú xem nào. Tí nữa anh test luôn cho chú xem. Con được của Hà một con chó to, một con chó con. Hai con đều được hết nhá. Cắn ghê không? Này. Thôi để đây tí con nhốt. Không nhả một tí nào từ đầu video cuối video này. Cắn phút hàm luôn kìa. Nhá. Lấy cái lọ lại quá hỏng rồi. Cái lọ này không kêu ấy rồi, không vang. Nên là cái hàng này lúc nào mọi người rất là săn đón hàng Romeo này. Nó cắn rất là kinh. Thần kinh rất là căng luôn. Chán thế. Ông ngao ông mệt. Này giật kìa. Đấy để cho con đực vào nào. Đấy lên con đực nào. Cắn nó không lấy ra được ấy chứ. Nhả luôn này, nhả đã đâu, thôi, nhả. Kinh nhỉ. Vành mồm. Bây giờ nó đi con này ra kia đây để cho con này vào. Ôi, lại cắn rồi. Ôi. Ôi, cạ đi, cạ đi, cạ đi. Tự chơi rồi. Thôi, cạ ở đây. Thôi, để đấy nó rơi mất. Đấy. Ôi giời. Cái này căng quá. Đây đang đóng lồng cho hai con. Tí cho ra bến xe. Rồi, nắp đóng lên. Vào lồng. Anh cứ để lại đây nhá. Cứ để đấy buộc xong bọn tháo ấy. Đây này. Về với chú Hải Phòng. Đại gia Hải Phòng. Chú đam mê thôi. Mà chú nuôi luôn hai con đực luôn nhỉ? Hai con. Ừ, con này cũng là con đực. Chứ. Con này con đực chứ? Con Romeo cũng là con đực luôn. Ừ, chú nuôi hai đực mà. Nhà chú toàn chơi biết đực, toàn chơi kiểu chơi chơi biết dê nuôi chơi ấy. Sao con tưởng Linh bảo nó ăn cái. Đâu con đực. Nhà chú có mấy con rồi. Nhà chú có bao nhiêu rồi cơ mà? Thế một dàn rồi. Mà. Một dàn đây được. Được hay không để mọi người nhìn video đánh giá đúng không? Chú phải mua qua ảnh đúng không? Đây bây giờ phải video truyền hình trực tiếp ấy. Chứ không phải là chụp ảnh rồi Photoshop được. Thôi ấy đi để đóng lồng thôi. Rồi, thế thôi, xin chào mọi người. Em chuẩn bị đóng lồng để đi ra bến đây.